Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Giá lăn bánh Honda Vario 1/10 2.8 mới nhất ở Việt Nam. Cái chiếc Honda Vario 1/10 2.8 có mức giá đề xuất chỉ rơi vào khoảng là 35 triệu đồng. Khi về tới Việt Nam lại có mức giá không kém gì cái chiếc Honda S-Mod. Honda Vario 1/10 2.8 ở Indonesia được đánh giá ngang cờ với chiếc Honda Lead ở Thái Lan, và có mức giá bán đề xuất cũng chỉ nhỉnh hơn cái chiếc Honda Vision bán ở Việt Nam không đáng kể. Cùng với cái chiếc Honda Lead Thái thì cái chiếc Vario 1/10 2.8 được đánh giá là một dòng xe nhập khẩu ở Đông Nam Á được nhiều người tiêu dùng Việt Nam lựa chuộng. Xe có nhiều nét thiết kế từ người anh em Honda Bizit, ngoài ra còn lấy cảm hứng từ cái mẫu mô tô Honda Super R 1000 RR. Chính vì thế mà cái chiếc Vario 1/10 2.8 hiện rất rõ cái chất thể thao, góc cạnh, hầm hố, mạnh mẽ hơn hẳn những đường nét mượt mà, hiền hòa của chiếc Honda Vision và Honda S-Mod được sản xuất ở Việt Nam. Và cái điều đáng chú ý, ở tại Indonesia, cái chiếc Vario 1/10 2.8 hoàn toàn mới này có mức giá đề xuất rơi vào khoảng 22,5 triệu ADR, tương ứng là 35 triệu 200 nghìn đồng Việt Nam. Tức là chỉ nhỉnh hơn vài triệu đồng so với mức giá đề xuất của chiếc Honda Vision 110. Tuy nhiên, khi nhập về Việt Nam, mẫu xe này có mức giá lăn bánh lên tới là 65 triệu đồng, bao gồm như là phí VAT, phí đăng ký biển số, trước bạ và bảo hiểm dân sự bắt buộc. Thế nhưng, Honda Vario 1/10 2.8 lại trang bị nhiều tính năng cao cấp, điển hình là cụm đồng hồ kỹ thuật số, hiển thị đầy đủ những thông số cần thiết với màn hình là LCD cao cấp. Hệ thống chiếu sáng trên xe hoàn toàn bằng OLED, có trang bị cái đèn backseat, hệ thống phanh liên hợp CBS, chìa khóa thông minh spark key, nút đề ACG và tính năng ngắt động cơ tạm thời ED stop. Trong khi đó, động cơ của xe cái loại 150cc cho ra công suất mạnh mẽ 13 mã lực, đem lại khả năng tăng tốc tốt và rất linh hoạt trên cái đường phố. Vì vậy, cái chiếc Honda Vario 1/10 2.8 là có mức tiêu hao nhiên liệu lại thấp, chỉ rơi vào khoảng là 47 km/h, giúp tối ưu cái khả năng tiết kiệm chi phí hành. Dĩ nhiên, nếu đem ra so sánh thì cái chiếc Honda Vario 1/10 2.8 và Honda Vision 110 thì quá là khập khiễng. Mẫu xe từ xứ vạn đảo mạnh mẽ và cao cấp hơn nhiều, có rất nhiều cái sự cạnh tranh với thủ nặng ký là Yamaha NBX 155, thậm chí có khả năng sánh ngang cạnh với những ông vua xe tay ga như là Honda S-Mod và cái chiếc SX 125. Và đây là giá lăn bánh của chiếc Honda Vario 1/10 2.8. Vario 1/10 2.8 mức giá đề xuất 35 triệu 200 nghìn đồng, mức giá lăn bánh là 65 triệu đồng. Lưu ý, giá mang tính chất tham khảo, có thể dao động tùy thấp, dao động cao thấp tùy vào từng nơi và từng thời điểm. Cảm ơn bạn đã theo dõi này là cái tiếp, nhớ like, share, subscribe.